Kỷ lực bên em là 6 quát. Thôi giờ chơi lớn luôn nè. 10 quát, 10 quát, 10 quát. Cái này là 3 quát rồi đó. 3 quát. Cái này là 6 quát nè. Cái này là 9 quát anh. Rồi cái này là 10 quát nha anh. Trời ơi. Đó. Wow. 2 ký 4 cả nhà ơi. Ôi, thanh niên đi đâu rồi cả nhà? Mặt hơi bị ngáo nha. Ôi! Ai cô đứng hình mất 5 giây. Đang từ Cầu Bông đi Long Bông xuống. Đi từ quận nhất qua hả? Đi hai quận luôn, từ quận nhất qua tới Bình Thạnh luôn á. Ghê thiệt. Giờ đang đói bụng quá. Em đang cần kiếm một món gì đó ăn cho chắc bụng mà lâu lâu tiêu xíu. Quán đó thì em đi tới đây rồi thì không lẽ anh không chỉ quán đó, nên bây giờ anh sẽ chỉ em một cái quán mình cũng quay clip gần đây thì cũng được nhận được lời mời của anh chị á. Ồ, nghe quen ha. À, dĩa khổng lồ rồi. Cơm gà 142 à. Nhưng mà bữa em nghe nói bên đó là có món mới đúng không anh? Đúng rồi, có món mì trộn đó cả nhà. Mì trộn rất là đặc biệt nha, mà mì thì ăn là bảo đảm là sẽ chắc bụng rồi đó. Rồi bây giờ mình vào nào. Rồi cả nhà, đây là đường Đinh Tiên Hoàng. Thì bây giờ mình sẽ quẹo vào đường La Văn Duyệt nha. Đó. Đúng không? Là xuống dốc nữa hả? Sợ mấy quán xuống dốc quá. Sao sợ? Giống như quán cơm. Đây. Ôi cha. Ôi trời ơi, có giọng hai bự chưa nè. Ôi phải áp từ miền nào rồi chị. Đầy đủ hết các áp luôn. Mình tới cái này nè. Đây là cơm gà 142. Ôi thanh niên hùng nhanh chứ vậy. Ôi, sao mà tụ họp nhân viên nhiều vậy? Em đang bị bên quán gọi là rù quế đã ăn rất là nhiều quá. Còn lát nữa mình coi thử coi sao. Trước tiên mình sẽ hỏi thông tin về quán đi ha. Ok. Thì em chào anh nha. Anh thì quán mình là mình bán ở đây được bao lâu rồi anh? Bán được gần 1 năm rồi. Dạ. Anh đều. Ở đây là gần 1 năm. Dạ. Nhưng mà cái chi nhánh chính của mình là bao nhiêu năm? Chi nhánh chính là 21 năm rồi. 21 năm luôn hả? Dạ. Wow. Từ năm 2000. Từ năm 2000. Từ năm 2000. Thì bên mình là có tổng cộng bao nhiêu chi nhánh anh? Dạ 4 chi nhánh. 4. Dạ, gồm bên Tân Phú. Tân Phú. Bình Dương. Bình Dương hả? Và Bình Thạnh. Bình Thạnh. Với quận 8. Quận 8 là 4 chi nhánh. Dạ, quận 8 là trụ sở. Dạ, là gốc luôn. Bên mình là giờ giấc hoạt động thì từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ, từ lúc 9 giờ sáng. 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Ở đây em thấy mình có cái khu vực đặt quầy này cũng hay quá ha. Dạ. Gojek Grab Now. Gojek Grab Now. Nghĩa là ai mà đến đây mình order xong. Dạ. Là mình sẽ để ăn trước cái. Dạ, tầng mình khu vực. Để ăn trước. Dạ. Mình có Baymin không anh? Dạ không anh. Không Baymin ha, là chỉ có 3 app này thôi. Dạ. Mình đặt với cái tên là cơm gà 142. Dạ, cơm gà 142. Dạ. Đó, nghe là thấy hấp dẫn rồi. Thì bây giờ anh có thể cho em coi show những món ăn bên anh được không? Dạ có được anh. À. Cho em. Đây đây, menu menu. Dạ. Nè cả nhà. Mì trộn gà xối mỡ. Bên mình là cơm là chính đúng không? Nhưng mà dạ, cơm là chính. Nhưng mà mình có thêm cái món mì trộn nữa. Dạ, thêm món mì trộn. Mấy cái món mới nè cả nhà. Hôm nay mình sẽ đến mình ăn mì trộn. Giá trung bình một phần là 45 ha. Dạ, 45. Dạ. Cơm nè cả nhà. Cơm thì cũng có nhiều loại giá lắm, 42, 44, 47. Có mấy hải sản nó mắc hơn. Có hải sản mắc. Dạ. Hơn. Và đây còn có nuôi nữa. Dạ. Rồi. Là kéo cái nhà cả nhà. Dạ. Nói chung không gian đây rất là rộng rãi. Dạ. Khoáng đãi. Anh bây giờ chắc em xin phép em vào trong em quay. Dạ, cái đồ ăn mình. Mời anh nha. Em cầm. Đây cả nhà ơi, mình đã xin bên quán để được vào bên trong quay những cái món ăn ở bên đây. Ô, cơm nè, cơm chiên Dương Châu. Còn đây là những cái sốt tỏi nè. Đó, à, còn bên đây. Bên đây. Dạ. Là mấy cái món mì trộn anh. Dạ, mấy cái món mì trộn. Cái. Dạ. Này là đồ khô.
đồ khô gồm ba gọi. Dạ, tôm chiên giòn, tôm mực chiên giòn. Dạ. Ui, khoanh mực đây to quá ha. Nè cả nhà, nhìn nó như khoai tây vậy á, to ghê. À, đây là sườn chua. Sườn chua nè. Dạ. Dạ. Còn đây là ba gọi đúng không ạ? Đây là ba gọi. Ba gọi là chiên sang, cái này nó mới giòn. Cái này là mình cái này chưa đây. Làm. Dạ, chưa có làm. Ô thanh niên này. Hả? Shipper hả? Còn bên kia là món gì anh? Dạ, bên kia bên đây là món mì. Mì. Dạ. Đó đó, lát nữa mình sang mì này nè. Dạ. Dạ có tôm nè, để thịt bằm. Có tôm nè, xá xíu nè, ba rọi nè. Dạ. Còn gà nữa nè. Gà nữa. Anh, bây giờ không biết là có khách nào ăn không? Anh thử làm cho em con một phần mì trộn bên mình như thế nào được không ạ? Dạ được rồi. Dạ. Cho cái gì ơi. Đây để anh sẽ làm một phần mì trộn cả nhà coi. Mì ở đây em thấy là giống như sợi mì sợi phở anh ha. Dạ, mì sợi phở anh. Dạ. Một phần mì là nó như vậy. Cái này là khoảng 2 bát đúng không anh? Dạ, cái này khoảng 2 giá. Đó, để mình ước lượng của mình ăn được bao nhiêu đây. Bên mình kỷ lục là ăn mấy bát anh? Dạ, kỷ lục bên em là chỉ cái người ăn nhiều nhất á. Ăn nhiều nhất hả? Ờ. 6 bát. Ồ, vậy là anh đã sẵn gấp 3 lần cái này. Wow, hay là mình ăn 7 bát ta. Anh nghĩ em ăn được bao nhiêu bát? Em nghĩ anh ăn được khoảng 8 bát à. 8 bát hả? 8 bát ạ. À. Thôi giờ chơi lớn luôn nè. 10 bát, 10 bát, 10 bát. Đó, nhưng mà trước đây mình cho cả nhà coi. Cái phần này là thập cẩm anh? Dạ. Dạ. Phần này thập cẩm. Phần này thì mình bán giá bao nhiêu ạ? À? Dạ, giá là 45 ngàn anh. Ồ, cũng 45 ngàn hả? Dạ. Em tưởng là thập cẩm thì giá nó sẽ nhiều nhiều hơn chứ, cao hơn. Dạ. Ủa, thêm có đùi gà nữa? Thêm có đùi gà. 45 ngàn? Dạ. What? 45 ngàn nè, có những cái món ăn rất là ngon. Dạ, 45 ngàn nè. Dạ, dạ. Thì đó là một cái món mà mình đã quay cho cả nhà coi. Bây giờ thì em xin phép nhờ anh đi. Anh trộn giùm em đi. 10 bát mì. 10 bát mì nha. Dạ. Rồi. Hôm nay mình sẽ... Ồ, dạ. Tôm này là tôm gì á cô? Dạ, tôm này. À. Dạ. Em thấy nó có vẻ nó thấm hơn hay nó dạ. Thấm gia vị hơn hả? Dạ. Dạ. Rồi. 10 bát mì hen. 10 bát nha anh. Dạ. Đó, cái này là 2 bát hả? Ấy cái này hơn chứ. Cái này là 3 bát rồi đó. 3 bát. Ok, anh ước lượng đúng giùm em nha. Dạ, dạ. Mấy vậy anh? Cái này là 6 bát hả? 6 bát. Chết rồi cả nhà ơi. Trời ơi, nó vung lên kìa. Nhiều anh? Cái này là 9 bát anh. 9 bát. Một bát nữa thôi. Rồi, cái này là 10 bát nha. Trời ơi, 10 bát kìa. Ui, cái này mình thấy nó còn vung cao hơn cả cái mì ở bên... mình ăn kia ok luôn. Dạ. Nay em sẽ cố gắng ăn không hết thì thôi. Rồi bây giờ anh trang trí vô. Trời ơi cả nhà ơi. Thôi mình sẽ cố gắng. Đồ ăn thì chắc là mình sẽ ăn phần thập cẩm đi. Dạ, mà chắc sẽ phải ăn 2 phần anh ơi. 2 phần thập cẩm đi. 2 phần thập cẩm. Dạ. Anh tính để rau xung quanh luôn hả? Dạ, anh để rau xung quanh nó được anh. Thử thách chính là mì thôi, nên rau á lát nữa mình sẽ cố gắng cho mình ăn được bao nhiêu thì ăn. Rồi bắt đầu đó là đồ ăn. À, đây là hành phi, hành phi và gồm có tóp mỡ này kia nữa nè. Đây em nghĩ chắc là một cái đặc trưng ở bên mình đúng không anh? Dạ đặc trưng. Hành phi với tóp mỡ. Còn cái nước sốt tỏi kia là mình ăn với cơm hả? Dạ nó sốt tỏi kia là đặc quyền của anh chủ. À, độc quyền của anh chủ. Dạ. Nước sốt tỏi đó là mình ăn với mì này được không? Dạ được anh. Vẫn được luôn. Trời ơi. Cái này tỏi à, tỏi phi. Này là tôm nha. Rồi xá xíu vài miếng nữa đi anh ơi. Xá xíu thêm vài miếng nữa hả? Nghe em biết sao hai cái đùi mình làm đúng cái định lượng luôn bên quán. Dạ. Luôn tại vì quán này á là theo mình biết á là bán rất là nhiều, một phần họ bán nhiều lắm. Đẹp ghê. Ba rọi đủ chưa anh? Dạ ba rọi đủ anh. Rồi ba rọi đủ rồi. Hai phần đó còn thiếu một miếng xá xíu với hai miếng gà nữa thôi. Dạ. Thêm xá xíu với hai cái đùi gà nữa. Dạ. Rồi thêm xá xíu nè. Dạ, thêm xá xíu nha. Thêm đủ rồi nha anh. Trời dạ, anh em cắt nhiều quá. Rồi. Rồi đủ rồi đúng không? Dạ, đủ rồi. Ok, mừng quá. Rồi giờ là còn hai cái đùi gà nữa. Dạ, cả nhà. Hai cái đùi gà. Đây, đẹp chưa? Đùi gà dạ. Này được rắc với lại nước sốt tỏi rồi nè. Dạ. Wow, quá hấp dẫn luôn. Rồi hôm nay em sẽ đến quán và phá kỷ lục. 6 bát bên anh là em ăn 10 bát luôn. Dạ. Chúc em thành công đi anh ơi. Em nhìn thành công. Em nhìn em cũng rung quá. Đây rồi ơi. Đây, bây giờ anh trai sẽ bê ra. Chắc là bê ra ngoài bàn luôn.
làm gì vậy? Cưng, em thấy cái dĩa mì này nó quá sức quen quá anh Lộc ơi, không biết làm sao đây. Ủa? Wow. 2,4 kg cả nhà ơi. Trừ dĩa ra chắc cỡ tầm 2 kg á. Rồi ok, hôm nay mình sẽ thử thách 2 kg mì này. Hy vọng là sẽ ăn hết. Cả nhà ủng hộ mình nha. Ok. Hấp dẫn không nè? Hấp dẫn quá. Ồ. Cả nhà coi không gian ở đây rất là rộng rãi. 2 cái à? Ơi, thanh niên. Nhiều không? Nhiều quá. Gắt á. Không, tao biết sao không? Đây là kỷ lục bên quán là mì thôi. Còn cái rau này thì em sẽ ăn cho ăn kèm thôi chứ không ăn hết. Mấy cái kỷ lục mà muốn phá thì nó rất là khó cả nhà. Nặng không? Chắc được ha. Ok. Đến với thử thách hôm nay thì trời ơi mì nè. Nó hơi mì nè cả nhà. Nhiều lắm luôn á. Có thịt bằm nữa hả? Thịt bằm nữa. Chết anh điên rồi. Thì cả nhà hãy cùng với mình để cố gắng vượt qua kỷ lục một lần nữa nhé. 3, 2, 1 bắt đầu. Mời cả nhà nha. Bắt đầu mình tính ăn 8 vắt rồi cả nhà. Nhưng mà suy nghĩ lại không biết sao tự nhiên quất 10 vắt luôn. Đây là tỏ đổ thừa anh nha. No bụng đói mắt rồi. Thanh niên này lúc này là tự xử hết á. Xịt thêm tương ớt vào. Nói chung sợi mì này em thấy có vẻ thì nó chưa có nó hơi khô nhưng mà không biết ăn vào như thế nào. Ủa đâu có nóng đâu. Dai dai và thấm cái tỏi với hành phi bên đây nha, nó thơm lắm nha. Ở đây mình thấy có một cái hàng ghế này cả nhà để cho mấy anh shipper mà anh ngồi. Và quán thì kiểu không gian cũng rất là thoáng đãng. Bây giờ buổi tối là lên đèn rồi nè. Lên đèn mà với cái tông màu vàng này thì nó kiểu như nó làm cho thức ăn nó hấp dẫn hơn á. Đúng rồi. Trang thêm mấy tương ớt rồi á. Ăn nó hấp dẫn rồi. Đã nha. Lát mình chấm thêm. Chất. Giống như nước sốt vậy nè. Ôi trộn lên nó như cái núi vậy cơ. Rồi xong rồi. Rồi. Ôi cha. Xong rồi cả nhà ơi, xong rồi. Em trai tôi rồi. Anh trai ơi, anh trai. Cỡ anh trai ăn được cái dĩa này không? Dạ không à. Em nói ra là tầm khoảng 3 phần mì, 3 chất mì. Bây giờ là đang có ảnh ngồi đây, ảnh giám sát mà nó hùng. Dạ. Nên mình phải chiến máu lên nào. Đây miếng ba rọi chiên rồi cả nhà. Trời ơi, nhìn cái màu là thấy hấp dẫn rồi đó. Sao? Rất là thơm. Có mùi vị giống như là mùi vị của cái nước sốt mì. Lưới vô đúng không? Rồi cảm ơn. Cái này để mình chan vào mì là nó thấm lắm á. Trời ơi, sệt chưa? Đã. Tại vì theo như mình thấy cái này phải có ăn với nước sốt chứ nếu không thì cái sợi mì nó sẽ hơi khô. Anh thấy có này nữa nè. Nó là ớt tỏi hả? Ớt ngâm. Thôi được rồi anh, đây được rồi. Tiếp. Thêm cái sốt vào anh nghĩ là nó sẽ rất là hấp dẫn luôn á. Vừa ăn chung. Tốt ngọt. Có vị ngọt. Ở đây với số lượng nhân viên này thì buổi trưa là không lo rồi Hùng ơi. Buổi trưa mà đơn hàng dập vô á là kiểu hai bên, một bên là shipper, một bên là nhân viên sẽ cặp tay đôi với nhau. Nước sốt này em thấy là nó có cái vị ngọt, có là nó hơi giống tương đen. Hơi giống thôi chứ. Tương chua ngọt. Cũng xa xíu. Quay gần lại. Đã được thấm vào các gia vị á, nó rất là đậm đà nha ơi. Anh thấy từng cái thớ thịt xá xíu nè. Đẹp mắt quá. Nói nữa anh. Được á. Bên trong còn có mấy miếng thịt bằm nữa. Tại mình cảm giác cái anh này rồi. Là cả nhà. Anh này là anh đẹp trai mà chiên gà bữa trước ở clip cơm gà khổng lồ á. Buổi trưa hay là buổi tối vô đây ăn á ha. Các bạn nào đi từ quận nhất á, về mà đi chơi hay là chuẩn bị đi chơi vậy đó, ghé qua đây là một dĩa. Ở đây thì ngoài mì của Hồng An này còn có cơm nè cả nhà. Cơm thì đặc trưng rồi. Ngoài ra mình còn thấy có thêm những cái món như là mì xào này kia nữa. Nui. Đây cái đùi gà.
Bữa anh Lộc ăn là nguyên cái gốc tư luôn. Đúng rồi. Em là có cái đùi thôi. Miếng gà ở đây á, họ chiên mà cái da giòn luôn. Có tỏi không? Tỏi chứ. Rất là thơm luôn. Mình lần trước anh ăn cũng biết rồi đó. Những cái tỏi này nó giống như là nguyên liệu được thêm vào á để cho cái miếng gà nó thơm hơn. Ồ. Tôm to kìa ha. Ồ. Rồi gì đó. Ba món này. Rồi. Cái này là tặng lên sao em ăn xong hết. Em không hết đâu. Đây là món gì ta? Đây là gà chiên mắm tỏi. Dạ. Này là ba loại chiên giòn. Dạ. Cái này là xá xíu. Tại á. Chắc là quán mang lên để gọi là cho cả nhà thấy được cái đồ khủng của bên quán thôi. Okay, chứ. Ok. Ăn xong hết. Thích cái gì gấp thêm vào. Giờ thì phải gấp ra thôi. Các anh xin phép chụp hình mấy cái dĩa này lại cho nó hấp dẫn ha. Dạ dạ. Tên. Để cho cả nhà thấy là quán không bao giờ thiếu đồ ăn. Đúng rồi. Mình đã ở đây mình chưng thôi cả nhà. Còn mình sẽ lấy đây là động lực để ăn hết những bài này. Ba cây tâm. Chi vậy? Cũng giống như ba cây ngang vậy. Nguy hiểm quá. Ăn luôn cái đó luôn. Gì? Anh à? Mời anh Lộc. Mời thì phải ăn thôi. Okay. Đây cả nhà. Công nhận nước sốt này ngon ghê. Nhưng mà anh Nam cái nước sốt này nè, khi mà khách ăn là cũng có ăn kèm luôn đúng không? À trộn cho bánh mì luôn hả? À vậy là nãy chưa trộn cái nha. Hèn chi. Bánh mì đó là em đã trộn rồi. Một lần. Nhưng mà em muốn đậm đà vô. Thì... Muốn đậm đà hơn. Dạ dạ. Yeah. Ok cảm ơn. Đó là em đã trộn cho sẵn rồi. Trời. Dạ, đến đây phải thử qua cái nước sốt này thôi. Xá xíu đó là mềm luôn. Dạ. Yeah. Không. Quá đã. Trộn lên. Cho dễ ăn. Kỷ lục ở đây thôi bị khó phá rồi cả nhà ơi. Anh Nam anh có tâm sự là mấy bạn nhân viên làm ở đây á ký cái tăng trung bình là 5-10kg thôi. Tại vì bếp kiểu như đồ ăn cũng ngon mà. Kiểu như là muốn ăn cái gì là bếp có ở đó. Nên về khoản đồ ăn là không thiếu. Chỉ cần là làm việc siêng năng cũng như là có cố gắng là có làm thì mới có ăn. Bỏ xin Lộc nên đến đây làm nhân viên rồi. Không. Thế hả? Tại vì ký ức dĩa cơm kia nó vẫn còn lãng vãng á. Nên chắc là nếu mà cần việc á thì mình sẽ tới nha. Wow. Trời ơi nhìn cái miếng mà rọi đã quá Hùng ơi. Ôi trời. Nhìn chỉ muốn cầm lên và ăn liền. Hấp dẫn đấy. Đó. Không biết cả nhà có nghe cái tiếng sột sột không. Nhưng đó là miếng thịt nha. Miếng thịt mà nó giòn vậy luôn á. Cái này theo anh á, nếu mà mình mượn được cái dĩa bự này nè, xong cái mình làm một cái chén chấm á, dĩa chấm á. Dạ. Bự á, mình quết vô rất là đã. Cái này nhỏ quá. Cái này nhỏ quá. Từng lớp tỏi nè cả nhà. Đã thiệt. Lưng bụng chưa? Hôm nay mới ăn lưng bụng gì. Anh muốn em fail thử thách này hả? Không, anh vẫn tin tưởng là em có thể vượt qua được. Rồi. Miếng trái xíu này nó vừa có thịt mà nó vừa có lớp mỡ nữa. Mà như quả thịt lọc đó, miếng thịt đây rất là mềm. Nó không bị khô, giữ được cái độ mềm. Tại vì em còn chấm thêm này nữa mà, sao khô được. Nè, miếng tóc mỡ nè. Nhắc lại nha. Wow. Nhắc lại câu chuyện về thử thách cũng như là phá vỡ kỷ lục á. Thì 17 vắt mì đối với một người bình thường thì nó sẽ rất là khó cả nhà. Nhưng mà mình tin là vẫn sẽ có những người ăn cực kỳ khỏe và vượt qua được cái thử thách đó. Nên anh em mình tới quán cũng như là tới những cái chỗ mà đang có những cái móc đó. Mục đích chính là quay clip cho cả nhà và giới thiệu món ăn. Chứ không phải là thách thức ai mà đó là mình ăn giỏi nhất đâu cả nhà. Nên các bạn comment mà kiểu như là mình có thể ăn được hai dĩa này kia thì các bạn cứ trực tiếp tới để trải nghiệm món ăn và thử thách mình ha. Đúng rồi. Chứ mình thì chắc chắn là mình còn thua nhiều người lắm cả nhà ơi. Tại vì cái anh em mình là đi review ẩm thực. Ừ. Thì mình đến quán á, quán có cái sự kiện đó thì mình làm thôi. Đúng rồi. Chứ đâu phải là mình tự tạo ra để mà mình chứ cho cũng mình một cái nhiều kiểu. Nhiều bạn xem kênh bạn yêu cầu. Dạ dạ. Anh em mình tới.
thì không thì những cái bạn mà bình luận nói như vậy thì những bạn đó chắc là mới thấy clip của mình lần đầu á. Ừ. Thì bây giờ tối thì cũng phải lên đèn nè cả nhà ơi, nên mà những cái bảng mà go check này kia nè, màu trắng nó bớt đi lại thì các bạn có thể nhìn qua cái menu này nè để mẹ chọn món nha. Mẹ menu lên cũng sáng đèn lắm mà. Wow. Zoom zoom vào cho người ta coi giá không? Để anh zoom lại cho coi giá nha. Nhỏ quá, không thấy hết được rồi Hùng ơi. Xin lỗi anh em nha. Nhưng mà anh em kêu cảm ơn Võ Sư Lộc nha. Đó. Hùng ơi. Rồi. Thấy cái này hấp dẫn quá nè. Thế nào? Cái miếng ba rọi này mà nó kiểu như nó vừa có da, vừa có mỡ, vừa có kêu luôn. Mời anh được không? Có thể cho anh thử một miếng không? Ok. Kết hợp với mì nữa đi, cho nó cho thêm nước sốt vào nữa. Bỏ sữa lọc quên nói nha. Phân hùng. Naruto. Sasuke. Nước này nè, cho mì mì với nước này nè. Ok. Rồi thêm miếng xát xíu nữa đi. Xát xíu mà nó không có xíu. Không, tại do đây gắt to quá chứ sao. Cho miếng cải đi cho nó có vitamin. Dạ. Yeah. Ồ. Ồ. Hấp dẫn chưa? Ôi trời, mời Võ Sư Lộc nha. Chắc anh bấm ngừng máy anh ăn luôn. Đây cả nhà. A few minutes later. Sau khi Võ Sư Lộc đã ăn xong thì anh có nhận xét gì? Mì ở đây không bị dính vào nhau. Ừ, đúng rồi. Và khi mà trộn với nước sốt, nó kiểu như là những cái cốt thép á cả nhà, nó sẽ có những cái lỗ ở giữa thì những cái nước sốt đó, nó giống như là xi măng mà được pha vào á, rồi thấm đều vào, nó làm cho cái kết cấu đó cứng cáp hơn. Ừ. Và cứng như vậy thì muốn phá vỡ thì mình phải lấy một miếng xát xíu hay lấy miếng ba rọi á nhai vào, nó kêu rụp rụp mà xát xíu rất là mềm nha cả nhà. Ngào vậy thôi nên bữa mới quốc hai cái má đùi gà bự luôn. Bự lắm á. Ừ, bự đó quá bự luôn mà cơm nhiều nữa. Không đặc biệt nha, ở đây mình cảm giác là cái màu á nó tươi hơn là lúc trước mà nó vàng mình ăn, tại vì lúc bữa làm từ thiện là cái số lượng nó quá lớn đi cả nhà, mà gấp chiên trong quá. Cái không gian nó đó thì kiểu như gấp rút á. Ôi nó gom lại Hùng, cảm giác bây giờ cũng đỡ ngọt rồi. Yeah. Chia hai nữa đi. Yeah. chia để chị đi, rồi chia khó tại sợ mì nó dai á. Ừ. Nó không bị đứt. Chia ra cả nhà để cảm giác cái mình nhìn nó đỡ ngọt. Rồi chứ em cắt á. Để anh lấy xá xíu anh phủ vô. Đó là lý do anh cơm chia đó hả? Không. Anh thật là quá đáng lắm luôn. Giỡn thôi. Chia ra này anh Lộc. Ok. Ừ. Chia đẹp á. Màu giờ nó kiểu nó nhạt nhạt có cả nhà. Chắc trời á. Nó cần thêm màu vàng nữa. Đó. Hùng thấy vàng chưa? Niên này đủ vàng chưa? Anh Niên rất là gọi là tính chất bắt cầu quá đó. Đó chứ cả nhà, ở đây là mình mới được bên BS nè. Bên chỗ bán mấy cái đồ big size á, on salon nè. Cái quán mà lúc nãy anh em mình tính vào để chút Hùng ăn xong á mình ra mua mấy cái nón á cả nhà. Ngồi quay cái anh đó phát hiện ra mình vào tặng voucher luôn. Đúng là có những cái duyên ha. Thật là khó diễn tả. Hùng ơi. Đó. Ăn nhanh để anh đi mua nón nào. Phá kỷ lục quá. Gì? Đừng hối. À, sorry nha. Ừ. Vậy ráng phá kỷ lục đi, anh tặng cho em một món đồ trong đó. Ừ. À. Nên đúng hôn luôn. Rồi biết trai không tặng đồ trong đó. Thì em mời. Thì anh mời như vậy em mặc được thì em hẳn lấy, còn không thì thôi. Ừ. Ủa, đó là đúng hôn vậy. Đúng là bình thường á, nếu mà đi vào những cái shop bình thường á, mình sẽ rất là ganh tị với Phan Hùng. Tại bên đây Hùng có thể chọn được rất là nhiều mẫu đồ luôn á. Nhưng vào đây thì mình tự vào tin. Đây thì mình lại tự tin hơn. Hết con tôm luôn. Ăn đồ ăn trước cả nhà. Tôm ở đây á, mình cảm giác như là tôm này nó cồ quá nha. Nó rất là to, ăn nhiều thịt lắm. Để góc quầy sáng tạo không? Cái quầy này kiểu là ứ hồi đó.
Lắc đầu vậy á, lắc đầu vậy á. Kiểu đây ha, ở đây là vùng vùng xanh, ở đây là vùng đỏ. Khi Hùng đã tiêu diệt vùng đỏ rồi á, Hùng sẽ kéo thêm lính chi viện qua, và cuối cùng vùng xanh sẽ bị biến thành vùng đỏ. Ồ, tiêu cực quá. Nếu mà muốn á, tất cả đều là vùng xanh thì mình phải ăn hết mì đi. Vùng vàng nè, vùng đỏ, chừa rau lại, chừa rau lại, chừa rau lại à. Là tất cả đều là vùng xanh. Hay á, vùng đỏ là tương ớt á. Đúng rồi, mình phải dập dịch từ bây giờ. Vùng cam, vùng cam. Đâu có vùng đỏ đâu. Vùng đỏ là tương ớt nè, xịt vô. Ở đây mình không có vùng. Thì cái tương này là tương này chứ nào anh. Đúng rồi. Ví dụ thanh niên này là bên bên trưởng ban phòng chống dịch bệnh nha. Ở đây sẽ xuất hiện một vùng đỏ. Hùng hãy dập dịch nữa thôi. Đó. Dập dịch đi. Làm vậy đấy gì vậy? Làm vậy để mình tưởng tượng ra được cảm giác vùng đỏ nó nguy hiểm như thế nào. Hết miếng xá xíu rồi. À, lấy miếng ba rọi kìa. Thấy không? Mới ra tay mà hết vùng cam rồi. Dập dịch. Ồ, chay chay ra cho phân tán virus rồi. Phèo quá, hơi phèo quá. Nói chứ cả nhà thấy anh em mình quay như vậy á, là cái người ăn á thì sẽ cởi khẩu trang, nhưng mà mình người quay á sẽ luôn đeo cái khẩu trang này cả nhà. Trừ lúc mà mình ăn được mời thôi. Và ở quán thì khoảng cách á, bạn nó cũng rất là xa nhau, nên cả nhà có thể yên tâm. Nếu mà các bạn không tới được khu vực ở bên Bình Thạnh, các bạn ở quận 10 hay là quận 8 thì các bạn có thể tới đường Ba Đình nha. Bên Ba Đình là số mấy vậy? 142 Ba Đình, quận 10, quận 8. 142 luôn, số 142 Ba Đình. Giờ á, phải uống nước anh, mới trôi được. Ủa em không uống nước kia hả? Kiểu như cái mì này nó ngọt nè. Cái nước sốt này nó ngọt á, thấm vào á. Cái uống này vào nó cũng ngọt á, nó sẽ tạo uống này ợ không nổi nha, chừng á. Vậy là thanh niên tự tin rồi. Đúng quá, hay lắm. Wow, anh giúp mình lấy rau ra Ngọc. Ừ, lấy rau ra. Ok anh Nam ơi, cho em xin cái dĩa em được được mấy miếng rau á. Đây bây giờ mình lấy rau ra nha cả nhà. Rau này để trang trí á cả nhà. Trời, tại vì anh biết sao không, cái rau này anh lấy giáp vòng luôn. Nên thử thách chính là mì nha. Nói chung cũng không lấy hết đâu, mình sẽ chừa lại vài cọng rau mình ăn. Ồ, đỡ anh ha. Hay lắm. Chí. Chung cả nhà, nãy giờ cả nhà cũng sẽ tình cờ lướt qua thấy vài chú mà ruồi á bay đi ăn đêm á. Thì không gian này không gian mở mà cả nhà, thì cũng sẽ đồ ăn á nó sẽ thu hút những cái con đó, nhưng mà khu trong bếp á là rất là an toàn luôn, cả nhà yên tâm. Nên Phan Đi Hùng ơi, yeah. Lâu rồi các bạn cũng trông chờ những màn bắt ruồi đấy, kiếm con nào mà nó kiểu nó manh động quá, cùng cho nó về nơi chín suối đi. Ok. Bài rồi. Thôi, tiếp nào. Ông đoạn chú đi. Hát cái đi cho tiêu. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là súp gần cũng súp luôn. Thấy sự cố gắng của anh em mình, cũng như là Hùng đã chiến đấu tới bây giờ rồi, còn chờ gì nữa, hãy bấm like giùm anh em mình nào, chia sẻ clip cho Hùng đi. Hồi nãy trưng bày là đẹp á, giờ em nghĩ là nên đưa vào đi, đem vào cất đi. Anh thì anh bỏ ở đây cất thì nó nhanh hơn nè, chứ đem vô trong kiểu như xong thuộc thẩm quyền của anh đó. Bỏ vào đây cất đó hả? Cất vào bụng á. Canh rong biển hả? Có không? Nhưng mà giờ no rồi, thôi để bữa khác quay lại ăn cơm ha. Bữa khác quay lại ăn cơm, ăn canh. Nhiệt tình ha. Đúng là anh Nam trong clip kia rồi, quá là nhiệt tình.
anh Nam vẫn chưa có người yêu nha cả nhà. Các bạn nữ từ độ tuổi trên 30 nếu mà muốn kiếm người yêu thì kiếm anh Nam, còn 28 trở xuống thì kiếm mình nha. Anh Nam thấy còn trẻ lắm, anh đưa anh Nam trên 30. Anh Nam quản lý mà thì kiểu như anh Nam phải đi những cái phương tiện nó nặng nặng chút. Như là máy bay hay là phi cơ. Thấy mấy anh chị chủ cũng cực ra không? Mở nhiều chi nhánh á, phải chạy đi chạy lại. Các bạn nghĩ đi, nếu chúng ta lao động chỉ là một người lao động bình thường thôi thì chúng ta chỉ suy nghĩ về cuộc sống của chúng ta thôi. Còn khi mình là chủ rồi á, mình sẽ suy nghĩ cả về cuộc sống của những bạn nhân viên nữa, cách điều hành để hệ thống mình luôn luôn đi lên nữa. Nó rất là nhức đầu cả nhà. Nên tại sao có người làm chủ được mà lại có người không làm chủ được, nó là ở cái tầm á, hơn nhau á, cái đầu hơn nhau cái đầu và chịu cày nữa cả nhà ơi. Chủ mình vừa đau đầu mà phải mình nghe là người cuối cùng đưa ra quyết định mà. Anh chủ á là có mướn phòng cho mấy bạn nhân viên, đúng rồi, thuê gọi là thuê nguyên một căn nhà luôn để cho mấy bạn ở. Em mua mỗi lâu muốn lên. Anh thấy ăn tới đây là anh thấy kinh chưa? Tướng nhỏ nhỏ ăn rất là khỏe luôn anh. Thì mong là sau clip này các bạn biết tới quán cũng như là thấy anh em mình nỗ lực á, sẽ ghé qua quán cơm gà số mở 142 ủng hộ cho anh nha. Cảm ơn. Cho thêm dĩa. Mấy bạn nhìn mấy bạn ớn á. Không canh cho dễ tiêu. Tiêu theo nghĩa đen luôn anh. Thôi mình sẽ không uống nước nữa. Giờ kiểu như trong bụng mình nó đầy quá rồi. Ngày đến với quán là cơm gà 142. Tuy cái tên là cơm gà nhưng mà ngoài cơm ra thì quán còn có món rất là đặc biệt, đó chính là mì trộn. Mì đây là những cái bát mì dạng như sợi phở cả nhà. Ôi, mấy anh nào mấy anh kia bắt đầu vào rồi. Trưa chắc là sẽ xếp hàng ngồi dài đây nè, rất là đông. Cái mì đó thì bên quán họ đã trộn vài cái nước sốt rồi. Mà hồi nãy là mình đây là một bát căn rong biển của bên quán. Rồi em cảm ơn. Đây cũng là một món ngon ở bên quán đó nha. Nếu mà mình ăn cơm á, thì ăn kèm với cái canh này cũng được. Cái mì đó thì đã được trộn với lại cái nước sốt. Và nếu mà mình muốn đậm đà hơn á, thì mình có thể xin quán một chén nước sốt nhỏ nhỏ để mình rưới lên cái mì ăn cho nó thấm vị ha. Còn các món ăn ở đây thì nhìn cái bề ngoài của nó thôi là mình đã thấy nó thu hút rồi. Cái miếng xá xíu nè, con tôm thì rất là to. Còn miếng ba ròi nữa thì thơm. Và cuối cùng là gì? Miếng đùi gà. Mình cực thích cái đùi gà ở đây. Đó chính là anh chiên như thế nào mà đến cả cái miếng thịt á nó cũng có cái độ giòn. Những cái miếng tỏi á nó như là một cái gia vị thêm để mà kích thích cho cái món gà nó ngon hơn nữa cả nhà. Mình ăn hai cái thôi là đủ sức mình rồi, không ăn thêm đâu. Tại vì có miếng gà đây cũng bự lắm. Cái gà đó là cái đùi không á nha. Đúng rồi. Chưa có cái má mà nó bữa anh là đùi gấp tư to hơn. Còn về không gian nữa cả nhà thấy nha. Rất là rộng rãi. Có cây cối rồi thoáng mát lắm. Bàn ghế cũng cao ráo mà trong mùa dịch mà bên quán bố trí bàn ghế như vậy thì cả nhà yên tâm thì đó là những cái nhận xét của mình vào buổi hôm nay. Và mình cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và cổ vũ cho anh em mình trong tất cả các thử thách. Và hôm nay là thử thách phá vỡ kỷ lục nữa, đó chính là phá vỡ cái 6 bát mì và mình ăn 10 bát luôn. Hay lắm. Bỏ dọc để anh ăn 11 bát. Từ từ đó. Thì anh mình có các fanpage trên Facebook, nếu như mọi người yêu mến như là muốn cập nhật các sự kiện minigame event thì hãy like và dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả và mọi người hãy đăng ký luôn cho cái kênh Funny Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của anh em mình là Funny Hùng 1116 và Võ Sư Lộc, và hai cái TikTok ngắn là Funny Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Funny Hùng. Và trong thời gian sắp tới, như các bạn có bất cứ thách nào hãy để lại bình luận comment mình xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhé. Đây là clip của nhà ông thức nha. Ok, xin chào các bạn.